Ở đây thì nó cũng gần cái trạm điện các bạn. Xong rồi nó ra cái đường dây cao thế nè. Ở đây thì ở đây là giống, đây là giống đài thơm 8 ha các bạn. À, đài thơm 8 giá hiện tại là 7.200 nha. 7.200. Thì đám lúa này thì mình nhìn nó trúng đó các bạn. Đám lúa này trúng nha. Nên nó là anh em đoán là một công thì nó cũng đi khoảng 13 bao ha. Công khoảng 13 bao các bạn. Công khoảng 13 bao nha. Các bạn nhìn cái lá ha, cái lá của nó vừa tới luôn ha. Đây là máy chạy gà nè. Máy này của anh chủ ở ấp 1 ha, ấp 1 xã Bò Đồn nha. Ở nhà tới đâu nó là 3-4 cái máy cắt này lên. Rồi bắt đầu mình quay máy chạy vòng chơi nha các bạn. Ô con cá phi thiệt bự luôn à. Còn sống hả? Sống. Nè, cá thiệt bự nè. Ủa này máy nó ngoan hả? Máy đổ anh ở đây nè. Máy đổ cắt trơn, lại chai nó mới lại đây nè. Mày chắc trong đây ra ha. Rồi, trong đây ra nè. Nó có trống nha. Bà vậy mà anh còn chụp kịp. Quá dữ. Chụp hay dữ chứ. Có kìa, có bao kìa. À, cái này cỡ nhiêu anh? Cỡ 2 kg không? Trên á. Cả đó cả 2 kg các bạn. Khổ vậy anh. Cọc kiểu đó cũng chắc rồi. Rồi tiếp tục. Nãy có chiếc 60 ga nữa nè các bạn. Chiếc 70 cắt bên này ha, chiếc 60 cắt bên kia.
960 mới ra sao nè. Thì cái bọc mẫu 2 chia ra. Hồi nãy cái chiếc này chạy vòng luôn, nhưng mà giờ anh chủ kêu cắt chia hai ra, tại vì mình chạy qua bờ nhiều quá, cái bờ nó hư, các bạn chạy bướm công be lại ha. Đó, giờ mình quay cái chiếc dưới này trước nha. Chiếc này chiếc 70 nè các bạn. Chiếc 70 thì hồi đó lấy mới thì cũng khoảng 500 mấy các bạn. Giá cũng cao nha. Chiếc này sẽ đi qua chạy cái chiếc 60 nha các bạn. À, qua chạy phụ chiếc 60 này luôn. Để anh chủ đi đếm một lát mình hỏi có được bao nhiêu bao. 60. Thôi mình đón một công 13 bao qua nổi hay không nha các bạn. Anh chủ là ảnh đặt thuốc này là ở miền Tây nha các bạn. Hai mấy anh em ở miền Tây chia sẻ lên rồi bán á, ảnh đặt anh mua về. Anh mua về thì ảnh đặt này anh xịt cái này kia đó, thì ảnh làm đặt này thấy hiệu quả hơn các bạn. Hiệu quả hơn đợt trước nha. Tại vì nghe anh chủ chia sẻ thì những cái loại thuốc mới ở miền Tây ra mắt ta có thuốc mới rồi thì những cái thuốc cũ đó các bạn ta mới bán về Tây Ninh ha. Nó là giờ anh em biết là đặt trên mạng luôn à. Rồi bây giờ qua các phụ đám này luôn nha. Qua đây là hai chiếc luôn, hai chiếc chạy luôn á. Mình vô lá nha, rồi xong rồi lại quay hai chiếc lên được. Chiếc 60, chiếc 70. Anh chủ nè, tới hai chiếc 60, một chiếc 70 nha. Ảnh tên anh Đủ ở ấp 1 xã Bồ Đồn nha. Chắc ở anh em làm ruộng ở đây chắc không ai mà xa lạ với anh Đủ nữa nha. Chiếc này chiếc 60 nè. Lên trên đây anh xả giặt xuống á.
xong rồi nha các bạn. Sắp xong rồi. Phần nữa là 6 công rồi đó, mà nó có 70 bao à. Năm rồi anh nói cũng được 80 mấy bao các bạn. Như vậy thì lúa này các bạn đánh giá làm sao ta? Nó dặn hơi thưa không? Hơi thưa các bạn. Cái này kêu bằng thất bát mùa màng, mùa màng thất bát anh. Vụ đông xuân các bạn, vụ đông xuân mà tính là cái này là thất rồi ha. Rồi, lại chạy lên cái nữa nha các bạn. Rồi, chiếc này lùa lên nữa là xong luôn rồi. Tính ra nãy mà anh bắt đừng gắn là chiều nay mà anh về mà anh nhậu chứ đâu. Chiều nay về nhậu rồi. Lát nữa chiếc lốc đen vô tới rồi các bạn, lốc đen vô tới để chở lúa, mình quay chiếc lốc đen một cái video riêng cho bạn xem nha. Đó giờ không quay lốc đen chở lúa, chở bằng cổng nha. Kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. Dạ, chắc mấy ảnh uống nước chỉ cái xong rồi đồ mấy giờ đi cắt tiếp nha. Để nghe gió nè. Buồn quá. À, thiếu bao à. Rồi, video kết thúc này nha các bạn. À, bây giờ mấy cày vô chả lúa các bạn ơi. Giờ mình qua mình sẽ quay mấy cày chả lúa nha. Giờ uống nước, nghỉ mệt uống nước chút xíu mà qua chạy tiếp không? Uống nước xíu mà chạy tiếp. Đó, bữa nay quay lốc đen chả lúa nha các bạn. Ủa anh, vậy là cắt cái đám bên đó nó xong. Anh, mình cắt cái đám bên đó xong nó là nghỉ đó hả? À cắt mấy chiều luôn hả? Tính là cắt đám đó nó xong là về nhậu được rồi chứ. Thấy đâu có rõ đâu, mà cam hả? Này này chừng nào phát lên? Chưa biết nữa. Về đưa anh kia hả? Một hai ngày vậy đó. Đó đưa mấy nó thấy tôi nữa. Vô trong cái hội mấy gặt của mấy em á. Hội mấy gặt của bên trong hay gì? Ủa bờ rồi hả là gì? Tụi mấy em tự lập tới 1.000 thằng. À ý là vô sao mới gặp á? Lên Facebook phải không? Ừ. Hỏi mấy gặt tên gì nữa? Gì? Hỏi mấy gặt tên lên hay gì? Kubota. Hỏi mấy gặt Kubota. Ừ. À lên hỏi mấy gặt này gặp phải không? Mấy em đông nhiều lắm. À. Tài xế nhau nhiều lắm. Rồi giờ là nghỉ mệt uống nước xong rồi qua đám bên kia là chiếc 70. Thường thường 70 là cái hàm nó bề ngang bao nhiêu anh? 2m2 là lọt lòng ha. À lọt lòng 2m2 lọt lòng 2m2 nha các bạn. Hàm chắc 70-60 cũng ngang nhau vậy ha. Cái hàm á khác hả? 60 chỉ có 2m thôi. À 60 2m, 70 là 2m2. À.
Nguyên con bự lắm nè. Nguyên con bự lắm. Rắn lại vài mét mấy. Rồi bây giờ đi quay vắt lúa nha các bạn. Rồi chào các bạn nha.